Hôm nay bác Hạnh á, rất là vui. Bởi vì sao? Lần đầu tiên được chia sẻ các kiến thức cho các ông bố bỉm sữa. Trước đây mọi người cứ nghĩ bác sinh sản sẽ chia sẻ cho các bà mẹ bỉm sữa. Nhưng mà hôm nay mới thấy thấy rằng á, cái gọi là tâm tư, nguyện vọng từ sâu xa các ông bố đều muốn sinh nhiều con. Và ở đây đặc biệt là cái là sao ông bố này đang có ba con, ông bố bà mẹ này có ba con, và ông bố này ba con, và ông bố này hai con. Thế thì cái nhu cầu mong muốn của mọi người đều rất là sinh nhiều con. Nhưng mà có một cái điều đó là chị rất cảm ơn tụi em, đó là những ông bố rất tuyệt vời ở cái là lo cho sức khỏe của người vợ mình nha. Ông này thì lo cho vợ mình là hai đứa sát nhau đẻ có sợ không, bởi vì ông bố này đang muốn năm con đấy. Ông bố này muốn bốn ba bốn con rồi, em muốn mấy con? Em Ước muốn ba mơ con. ba con đúng không? Thì đấy, chị cũng muốn ba con thôi, và chị hoàn thành sứ mệnh rồi, chị đẻ ba con là xong. Còn ông bố này muốn sinh thêm một con đứa con đúng không? Thế thì chị hôm nay tự nhiên vui cực kỳ luôn, bởi vì chưa bao giờ chị nói với ông bố bỉm sữa. Ông bố này điều đầu tiên là lo cho vợ mình. Ông bố này vừa nói đúng không? Cũng lo cho vợ mình, rất là tuyệt vời điều đấy. Và đúng là chị sai lầm trước đây, là chị gán nghĩa cho các ông bố là không lo cho vợ mình, cứ lo cho con mình, cứ lo cho gọi là con mình mới là con mình, còn vợ là kệ đấy. Nhưng mà hôm nay mới 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 cắm xin lỗi các anh bố, các đấng mày râu ở ngoài kia, là trước đây bác sĩ thường là cứ nghĩ là các ông bố thờ ơ với cái chuyện con mình vợ mình đi đẻ. Nhưng mà sau khi tâm sự rất là nhiều cái câu chuyện mới thấy rằng là ông bố người chồng cũng rất là tuyệt vời. Rồi thế thì bây giờ đến Vương, là một người cũng mong muốn là có ba con, và hiện tại bạn ấy có hai đứa con trai rồi. Thế thì bây giờ cái lo lắng của em nhất là điều gì bây giờ? Vâng, thì xin giới thiệu với khán giả. Tôi là Nguyễn Hoàng Vương, sinh năm 1984, là em ruột của bác sĩ Hạnh. Thì bữa giờ thì tôi vẫn đang có thắc mắc là tôi có một thằng con lớn là con trai. Năm nay 11 tuổi. Thì là bầu bầu thì không gì, không có vấn đề gì trong quá trình bầu. Thai khỏe, đẻ ngôi mông thì phải mổ. Thì không biết là do mổ ấy nó có sẹo gì không, mà 2 năm sau bầu tiếp thì cháu được khoảng 1 2 tháng thì bị hỏng. 2014 đến tiếp theo đến 2019 lại hỏng một cháu nữa, cháu đấy nó cũng khoảng hơn 1 tháng. Nên là đến cháu thứ tư là 2020 là bầu 2020 là bầu vào dịp Tết. Thì đầu 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 năm 2020 bắt đầu bầu, đầu năm 2021 chứ, đẻ tháng 10 2021 thì là bầu vào Tết 2021. Thì sợ giống hai cháu trước thì nghe bầu cái là em điện chị Hạnh cho đơn thuốc thì mua thuốc luôn, và hôm sau là hai vợ chồng ra xin hiệu trưởng cho vợ nghỉ dạy luôn, thì vợ đang dạy cấp 1 đấy, thì nghỉ dạy luôn. Thì bắt đầu nằm nằm im tại phòng, thì nằm im thì mấy tháng sau thì thỉnh thoảng nó vẫn động thai, đi khám ở nhiều phòng khám. Thì có một số bác sĩ ở phòng khám ở Hải Phòng thì nói là trường hợp này hên xui, nói chung là cháu không biết giữ được không, hay là mất nào không biết. Cái này là tại vì trong tử cung có cái sẹo, nếu mà là trúng cái sẹo thì không cứu được đấy. Thì về vợ nằm im tại phòng, nhưng mà thỉnh thoảng lại động thai. Có khoảng cái đợt khoảng 3 tháng ấy, là mẹ vợ về quê thì cũng đi xuống để nấu ăn, thì mới nấu được cái hôm đầu tiên thì mệt, tại vì nằm lâu thì đứng đi lại nấu thì nó mệt mệt, xong ngày hôm sau là thấy động thai luôn thì lại nằm luôn đấy. Thì cũng đi rất nhiều phòng khám, xong nằm im đến tháng thứ 8, tháng thứ 8 là 30 tuần là lại động thai, là nhập viện động thai, nhập viện ở viện nhà nước Hải Phòng, viện phụ sản Hải Phòng. Thì một tuần sau người ta cho về, cho về được nửa tháng lại động, lại lên nhập viện để Covid, nên là cứ nên là máy cũng liên tục, cứ hai vợ chồng thôi. Thì lại đến một tuần lại về, thì may quá, tưởng phải sinh non, may quá thì cuối cùng làm thì cháu đủ đến 40 tuần, 41 tuần thì sinh mổ đúng ngày 20 tháng 10 2021. Thì tôi bảo muốn đẻ thêm một đứa nữa, đứa gái thì càng đẹp. Thì vợ em nó sợ, nó bảo bầu vất vả quá, và em cũng nó cũng thấy vợ vất vả thật.
thì không biết nào khuyên cho vợ đồng ý để đem đứa con gái nữa, thì nhờ bác người chị gái là bác sĩ Hạnh. Thế này này, các ông bố nghe một câu chuyện giống như mình nín thở để mình dõi theo cái câu chuyện đấy, và dõi theo là cái đứa bé thứ ba thứ tư đấy nó liệu nó có sinh đủ tháng hay không, đúng không? Mình đang dõi theo cái câu chuyện đấy. Thế thì đấy, thì mình nghe câu chuyện thì mình mới thấy tâm tư mà cái nỗi lo sợ của các ông bố bà mẹ mà đã bị con bị sảy thai hoặc là bị hư thai đấy, thì người ta sợ rằng là cái đứa sau nó có tiếp tục giống những cái đứa trước hay không, và cái hành động của họ là gì ạ? Nằm im, không dám làm gì, đứng dậy nấu cơm một lần trong quá trình mang thai đấy, và sau đấy lại bị động thai và lại nằm im. Thế thì có một câu hỏi chị đặt ra cho em nha, thế cái nằm im đấy nó có hết động thai không? Cái nằm im của lần mang thai lần sau đấy nó có hết động thai không? Thì đấy, thỉnh thoảng nó lại động đấy. Thì do đấy thì cái chuyện nằm im không phải là phác đồ điều trị. Điều đầu tiên để chị nói với em, nói với hai bạn ông bố bỉm sữa này, với cả tất cả mọi người rằng nằm im không phải là cái phương pháp điều trị động thai. Thì như thế này, đấy là tâm lý lo sợ. Chị cũng đã từng một lần hư thai, chị là bác sĩ. Nhưng mà sao? Cái chuyện mà phôi đậu vào trong lòng tử cung của mình không biết được cái phôi nó bình thường hay không. Và ở ngoài kia rất nhiều người phụ nữ cũng đã từng bị hư thai, cũng đã từng mất đứa con của họ khi thậm chí chưa có tim thai. Thế thì để giải thích như này này, cái quá trình mà thụ thai là bao gồm tinh trùng người chồng kết hợp với trứng của người vợ tạo ra cái phôi. Thì trong quá trình tạo phôi đấy, nó có bị ảnh hưởng bởi tác động virus, vi khuẩn, hóa chất hay bất cứ một lý do nào đấy mà cái phôi đấy nó bị lỗi trong quá trình hình thành đấy. Thế thì những cái phôi đấy là lỗi, mình hiểu một cách nôm na đó là những cái phôi dị tật. Mà nếu cái phôi dị tật càng nặng bao nhiêu thì cái thời gian đào thải hay cái thời gian bị hư thai trong bụng người mẹ càng nhiều bấy nhiêu. Thì biểu hiện bằng cách là nếu mà em bé phôi nặng ấy, nó không có tim thai, hoặc thậm chí có những ca là xử luôn, chưa kịp thử thai mới lên hai vạch, chưa kịp đi khám thai, chưa kịp đi siêu âm mà nó đã xảy rồi. Lớn hơn một chút nữa thì có tim thai xong lại không có tim thai nữa. Hai đứa em là có tim thai rồi đấy, có nghĩa có tim thai xong thì không có tim thai nữa. Thế thì cái trường hợp này không liên quan gì đến vận động, bởi vì sao ạ? Mình đã có tim thai mà, đã hình thành một em bé rồi, đã có tim rồi, nhưng mà nó lại không có phát triển nữa, thì đấy là hiểu là cái vấn đề bất thường về lỗi của phôi. Và thông thường cái phôi này á, 75-80% là lỗi của phôi và là bất thường về nhiễm sắc thể đấy ạ, dị tật đấy. Thế thì em phải hình dung như này này, cái phôi đấy mình không có can thiệp được nữa, nó bị lỗi rồi và nó tự đào thải. Nếu không có quá trình đào thải tự nhiên thì chả lẽ mình cứ sinh con dị tật hết à? Thì cái thai trước 3 tháng, loài người là loài đào thải. Những cái thai kỳ mà vượt được qua 3 tháng là những cái thai kỳ là mình có hình dung không? Mình xem một cái video tinh binh đấy, rất nhiều triệu con tinh trùng mới đục được một con chui vào quả trứng, và sau đấy quả trứng đóng lại và nó thụ thai có một cái phôi đấy thôi. Và trong quá trình nhân lên đấy nó rất nhiều tác động vào. Thì cái phôi đấy nó bị lỗi thì sao ạ? Nó không có thể nào mà phát triển được nữa. Do đó nó không phải liên quan đến cái chuyện mà đi lại. Có rất nhiều người mẹ chồng hoặc là mẹ đẻ luôn đấy, đi cho lắm vào rồi đổ lỗi cho người phụ nữ. Thì người ta lại bị áp lực. Ông người không có hiểu. Bởi vì các bà mẹ cứ nghĩ rằng con của mình vận động, con của mình ăn nọ ăn kiểu, hôm qua nó bảo mình không ăn măng, rồi mẹ ăn măng rồi bây giờ động thai đấy. Cái chuyện đó là xuất phát từ cái tình yêu thương, sự lo lắng của những người thân trong gia đình làm cho người vợ áp lực thêm. Thế thì để chị giải thích về cái mặt y khoa là như thế. Sau 3 tháng nếu mà cái thai nào mà tồn tại thì cái tỷ lệ dị tật nó còn ít lại thôi. Đấy, cho nên là những cái trường hợp mà phôi nó bị không có tim này, hoặc là có tim rồi mất tim, hoặc là bị sảy đấy, là những cái thai đấy nó không có tốt. Chị tư vấn về mặt về tâm lý cho họ là chị cũng rất biết là hai vợ chồng em đang mong ngóng đứa con này. Thế tuy nhiên thì mình cũng phải nhìn vào mặt tích cực, những cái đứa bé này nó không bình thường, do đó nó sẽ đi về thiên đàng và sau đấy thì sẽ cho em đứa con khác khỏe mạnh hơn. Và tụi em còn trẻ, sau đấy thì những đứa bé khác khỏe mạnh hơn nó làm con của tụi em. Còn những đứa bé này sinh ra đời đi, chỉ ví dụ như bệnh Down đi, là một cái trường hợp khiếm khuyết là bị dư một nhiễm sắc thể số 21. Bình thường á là em là 46XY, chị là 46XX. Đấy, nhưng mà đứa bé bệnh Down nó lại là 47. Ví dụ bé trai là 47XY tại vì nó dư một nhiễm sắc thể số 21. Thì khi mà nó dư như thế thì nó biểu hiện ra là bệnh khớ. Cái bệnh mặt giống hết nhau đấy, mặt Down là giống hết nhau. Bố mẹ khác nhau nhưng mà sinh ra mặt tròn trịa giống nhau. Và sao khờ khờ cứ đi học trong nổi. Nó biết nói biết đi được thôi nhưng mà nó khờ lắm. Và cái tỷ lệ có thể em bé bệnh Down sống tuổi thọ có thể hơn 40 tuổi cơ. Nhưng mà khi em bé sinh bệnh Down nó ra đời thì sao? Bản thân nó có lo được cho nó không? Rồi bố mẹ phải lo cho cái đứa bé đấy, đúng không?
Thế đứng về mặt gọi là nhiều cặp vợ chồng chỉ mong có một đứa con, thế là họ vẫn sống với đứa bé đấy. Thì có rất nhiều bé bị bệnh đau ra đời, nhưng đa phần bệnh đau ra đời là không phát hiện ra trong quá trình mang thai, và sau đấy họ sinh ra thì họ phải chấp nhận cái đứa bé đấy thôi, đa phần là chấp nhận. Và cả cuộc đời đứa bé đấy là phụ thuộc vào bố mẹ và người thân, họ không có tự lập được cái gì cả. Thế thì mình thấy rằng gánh nặng mà. Đúng rồi. Thì mình phải tư vấn về cái tích cực cho họ. À, em bé của em nó bất thường và may mắn là nó xảy sớm hoặc là nó bị phát hiện sớm như thế này. Thì em có cái cơ hội là mình không có bị đau lòng, bởi vì khi em bé đạp rồi mà lúc ấy mới bỏ em bé thì lúc đấy nó lại mang tính chất là thương nữa. Còn bây giờ nó mới hình thành xong mà mình phát hiện ra như thế này thì có phải là nhờ phát hiện sớm thì đứa bé nó mới tí 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 thôi, nó ra khỏi cơ thể em thì lúc đấy nó đỡ đau lòng hơn. Biết là tụi em đang mong đứa con này rất lâu rồi. Đấy thì họ mới biết được rằng à, hóa ra là nhờ y học phát triển, nhờ phát hiện, nhờ có những cái xét nghiệm dị tật đấy mà con tôi được phát hiện ra sớm. Đấy, thì có phải là khác hẳn đâu. Thì trường hợp của em đang lo lắng là cái trường hợp đứa bé thứ ba, liệu rằng cái nằm im đấy nó có đúng hay không, hay là nằm im đấy nó có giữ phải là cái chuyện nằm im đấy nó giữ cái thai đấy không? Thì chị trả lời luôn là không phải. Cái chuyện nằm im, ở cái chuyện nằm im đấy nó không phải tác động vào khâu đứa bé đấy được sinh ra được. Cái chuyện mà em nằm im vừa nãy chị hỏi, nó vẫn động thai mà. Thì quá trình động thai thì cái phụ thuộc vào cái thai nó nằm trong lòng tử cung. Nếu mà động thai thì mình sẽ làm ít đi này, không làm việc quá nặng, không áp lực quá nhiều, nhưng không nên nằm im một chỗ, có thể đi lại nhẹ nhàng. Chuyện nằm im của vợ em á, thì theo cái cảm giác của người dân ấy, người bình thường ấy, thì họ đấy cho thấy nó là đúng điều đúng. Bởi vì nằm im là không tác động đến đi lại thì cái thai được giữ gìn. Nhưng thực tế mà nói phải đi lại thì cái máu nó mới nuôi dưỡng được cái tử cung tốt hơn. Có vận động thì máu nó mới lưu thông được. Và cái tử cung của mình, cái tử cung mà để mà chứa em bé đấy, nó cũng cần phải được vận động và cần phải được nuôi dưỡng, cần phải được cái mạch máu nuôi dưỡng tới. Thì cái sự vận động là cần thiết. Nằm im nó có một cái tác dụng nữa, đó là làm cho người phụ nữ ấy. Em thử nằm im một lúc xem em có nằm được không? Tác hại chứ. Bởi vì sao? Cái chuyện mà người phụ nữ phải nằm im trong nhà, nó làm cho người phụ nữ dễ bị trầm cảm hơn luôn. Không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không tiếp xúc với bạn bè, không đi làm. Đảm bảo ở nhà mình, ở nhà một ngày thôi chị đã không chịu được, huống chi là nằm suốt cả 9 tháng như thế. Thế cái người phụ nữ đấy phải chịu cái tình trạng phải nằm im, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không có được nói chuyện với ai, làm cho người phụ nữ càng lo lắng hơn. Lo lắng hơn thì sao? Tìm đọc những cái chuyện mà tự nhiên suy nghĩ ra lởn vởn trong đầu, toàn những cái gì xảy ra điều xấu không à. Lúc đấy dễ bị rơi vào tình trạng trầm cảm. Trầm cảm thì sao? Suy nghĩ tiêu cực thì ảnh hưởng đến đứa con của mình. Đấy, thì để nói thế nào cho các bà mẹ hiểu, chúng ta vẫn vận động nhưng mà chúng ta không nằm im. Giảm cái tình trạng làm, ví dụ bây giờ cường độ của mình làm nhiều đi thì bây giờ ít đi lại, ít làm việc nặng thôi, chứ không phải là, nhưng mà vẫn uống cà phê được, vẫn có thể nấu cơm được, vẫn có thể rửa bát được, vẫn có thể tắm cho em bé được bình thường, chứ không phải là nằm im tại chỗ. Mình có thể là áp lực công việc quá nặng ở cơ quan, mình có thể xin nghỉ trong thời gian đấy để không phải suy nghĩ, tại vì cái não của mình suy nghĩ nhiều, áp lực công việc nhiều nó cũng làm co thắt tử cung. Mà cái vấn đề tại sao nằm im vẫn bị động thai, khi nằm im em suy nghĩ em lo lắng thì cái tử cung mà nó vẫn co bóp và cái chuyện động thai vẫn xảy ra. Mình vui vẻ hơn, mình tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn, mình thì cái chuyện căng thẳng nó không có. Ý chị là vẫn nghỉ việc nhưng mà chơi loanh quanh ở nhà và nếu công việc làm áp lực, còn công việc làm vui vẻ nên đi làm. Bởi vì gặp được đồng nghiệp và vui vẻ thì mình nên đi làm. Còn cái công việc chị đang nói là nếu mà áp lực quá mà nó gây đến cái chuyện co bóp tử cung của mình mới nên nghỉ. Đấy, hiểu không? Còn cái chuyện vết mổ cũ nó có vết sẹo thì đương nhiên là vết sẹo, nhưng mà thai nằm ở vết mổ cũ thì không để được đâu. Nó sẽ bị vỡ vết mổ, nó sẽ bị bung vết mổ, nó sẽ bị nhau tiền đạo, nhau cái năng lượng ở chỗ đấy. Tuy nhiên thai nằm ở trong lòng tử cung, nó không nằm vào vết mổ thì đó là chuyện bình thường. Cho nên là khi mà mình khám thai, mình siêu âm, trả lời là thai có nằm ở vết mổ cũ hay không? Không, thì đó là thai bình thường rồi. Qua cái câu chuyện này đấy, em mới thấy có một cái điều như thế này. Thực ra là ở một cái dịp nói chuyện trước với bác sĩ Hạnh thì em nói là cái câu chuyện là các bố mẹ phải đi học tiền thai sản, thì ở đây lại lặp lại một câu chuyện mà em thấy là cái việc mà học tiền thai sản là cực kỳ ý nghĩa. Và em có nói là có một cái tình huống mà lúc em đưa con đi sinh ấy, thì là có một ông bố là mang cái lá khế
có nghĩa là một cái nắm lá khế đi cùng với cả cái đồ để đi sinh. Thế em mới hỏi cái này để làm gì, em nhìn em cũng biết đoán lá khế nhưng em cũng hiểu là dùng để làm gì, bảo hay là vào đây để nấu ăn nấu uống gì. Nhưng về sau thì ông bố bảo là các bà bảo mang lá khế để hôm sau sinh xong thì tắm cho con. Thế thì em mới nghĩ bảo sao mà lại tắm cho con da nó bé như thế mà lại đi dùng, thì hỏi thêm thì bảo là nó sợ nó ngứa mới sợ nó gì gì đó. Thế 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 nhưng mà cái đấy là cái rất đơn giản, có thể không quá nguy hiểm tới cái việc tính mạng của đứa bé, nhưng nó chỉ là một cái kiến thức cực kỳ đơn giản thôi, là nếu mà đi học cái lớp tiền thai sản chắc chắn là bác sĩ sẽ khuyên phải làm cái gì trong thời gian là sau sinh, 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng. Bởi vì là rồi có những người bảo phải dùng cái lá khế để cho đỡ chốc đầu hay gì đó, thì những kiến thức đấy thì em nghĩ là về mặt y khoa thì cực kỳ đơn giản, và bao nhiêu năm nay là người ta đã có những cái giải thích cặn kẽ về cái vấn đề về da nhiễu, vấn đề về sức khỏe, về sức khỏe của các bé sau sinh như thế nào. Thế hôm nay thì có một cái bài học mà lớn hơn đấy, chính là cái việc mà động thai mà cũng một số gia đình gặp phải, mà cái vấn đề này nó còn trầm trọng hơn, nhưng vì trầm trọng hơn mà lại không có kiến thức y khoa một cách rõ ràng chính xác ấy, thì một là dẫn tới cái tâm tâm lý hoang mang lo lắng đấy. Có những người mà mới sinh một lần Đấy. xong là không dám sinh nữa, hoặc là có những người mà vẫn sinh nhưng lại áp dụng những cái phương pháp mà cực Phải kỳ là không quay an lại hỏi cái người vợ đấy, toàn. liệu em làm em có thích không? Liệu em bỏ việc, em nghỉ việc ở nhà em có vui không? Thì cái vấn đề là họ trả lời là không, nhưng mà do lo lắng cho đứa con của họ bị ảnh hưởng, do đó họ phải ở nhà thôi. Mà áp dụng cái cuối cùng Và là khi cái đợt mà thai kỳ đó nó trở thành ác mộng luôn, đúng rồi, ác mộng luôn. không dám Cho đẻ tiếp nên câu chuyện của theo bạn này là luôn, vợ không em dám sợ có bầu quá, sợ lắm, sợ. không muốn đẻ nữa. Cái vấn đề tâm lý rất là quan trọng. Quan trọng Cho nên chị nha, trả lời câu hỏi tiếp này là vợ sợ em vẫn có thể mang rồi, thai được, quan trọng là vợ em có đúng muốn mang rồi, thai hay sợ không rồi thôi. nha, sợ lầm một chỗ. Tại vì vợ cái này thực ra câu chuyện có muốn hay không thì cũng phải là cho bạn đấy hiểu được rõ về đúng mặt khoa rồi, chính học xác, phải thì hiểu. sau đấy thì là tâm lý bắt đầu đưa vào để chứ bây giờ đẻ mà khổ quá, đẻ mà bầu đấy nó ác cho mộng, em cũng không đẻ rồi, đúng cho rồi. em thích nhiều con cũng không đẻ nữa, quá kinh Thì khủng. ông chồng bảo đẻ đúng không, bà vợ sẽ trả lời thế nào? Anh ấy mà lấy đứa khác mà đẻ, Đúng rồi. tôi không đẻ nữa, tôi mệt quá rồi. Với lại thật sự mà nói là cái ngày hôm nay rất là phải biết ơn bác sĩ Hạnh, thì lúc này là Lộc có thêm góc nhìn về việc động thai và về việc mà mình mất đi cái đứa con. Thì lúc này là trong cái câu chuyện này thì lúc Lộc nghe tới cái phần mà mất hai bé thứ hai bé thứ ba, thật sự nghe Rất buồn đúng không? rất là đau lòng thật sự. Đó là mình không phải là người trực tiếp mang thai đứa bé đó mà mình còn đau lòng như vậy, huống hồ là cái người mẹ khi mà trải qua cái cảm giác mất mát nó tổn thương khủng khiếp. Đó. Nên là cái việc mà muốn không muốn lặp lại cái vấn đề tổn thương nó sẽ khiến cho mẹ cũng không muốn muốn có bé này, hoặc là có bé các mẹ có khi hoặc là khi có bé mẹ sẽ không dám Ám làm ảnh, cái thật gì bị hết. ám ảnh. Dạ. Nên là Lộc nghĩ rằng là những là Lộc nghĩ rằng là đi khám là rất cần thiết, đi khám đúng đủ đều là rất cần thiết. Những cái chứ còn nếu không không có chuyên gia đưa ra cái ý kiến thì làm sao mà được. Và cái này Lộc nghĩ rằng là cái việc mà tại vì Lộc đã từng đi khám thai một vài chỗ rồi là không muốn nói đây đây, thì lúc này là mong muốn hướng tới những điều tích cực thôi. Thì lúc này là nghĩ rằng là nên nên có những cái chỗ khám với bác sĩ Hạnh này diễn giải cho người ta hiểu là tại sao lại là như vậy, bị cái này thì nó sẽ dẫn tới cái gì, thì lúc này họ sẽ hiểu, là sẽ hiểu và họ sẽ làm đúng à, chứ còn không thì thấy vất vả quá, nghe thôi là mình thấy kinh khủng khiếp, Đấy, không Nhưng nghe câu không chuyện muốn đẻ ra luôn. của anh Và Hương thì thấy đúng có là nhiều đẻ người là một thì cái đẻ là vui đúng không, thích đẻ nữa đẻ nó nữa, khá nhưng là mà kinh khủng cái quá, vấn đề mà nghe kể như thế thì không ai muốn đẻ. không không đẻ nó kinh quá, nghe khủng khiếp quá. Với lại thật sự là nghe được thì thêm một cái góc nhìn về việc là mình cứ nghĩ là việc là mình mất con như vậy là nó buồn, nhưng mà em mới làm lại hiểu được một điều là nếu đẻ nó ra mà nó bị bệnh đau như vậy, để đẻ nó ra mà bây giờ hiện tại như giống như cái Là khuyên tật là thì như cái bé chung phòng với Lộc ạ, cứ gọi Lộc là thấy khi mà bé nó không có hậu môn như vậy thì biết là có giải pháp để cho nó sống rồi, nhưng mà nó đi đâu nó cũng đeo cái bịch ở trên người như vậy, thật sự là nhưng mà không phải có là những cái dị tật á phát hiện được trong quá trình mang thai, nhưng mà cũng có những dị tật phải sinh ra, ví dụ như trường hợp của em đấy là không có hậu môn trong khi mà mang thai, nó khó lắm, vô cùng khó. khó. Khi đẻ xong thì người ta thường có động tác là hút đờm rãi mé, xong lấy cái đầu ống oxy đấy để kiểm tra hậu môn luôn đấy, để không cho bú sữa mẹ. Nếu bú sữa mẹ thì nó không có đường Không tiêu ấy, được thì nó sẽ bị phình bụng ra đấy, cho nên cái động tác đầu tiên của các cô nữ hộ sinh đó là hút đờm rãi chân bé xong thì lấy cái ống đấy hút kiểm tra hậu môn luôn. Thế thì cái hậu môn ấy nó lại là một cái phạm trù khác, một cái mình sẽ làm một cái chủ đề khác. Thế tuy nhiên không phải là khi mà khám thai phát hiện tất cả các dị tật đâu
đấy, ví dụ như cái điển hình là cái dị vật này. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên là đã. Tuy nhiên nếu mà nếu như mình hiểu được đúng mà lúc này mình giảm bớt được những cái yếu tố đó là quá tốt chứ. Và ví dụ giống như hồi nãy bác sĩ nói là bác nghe là nếu như mà cái phôi đó nó đã bị thật rồi thì nó nên được mất. Nghĩa là chúng cái vết mổ là chúng cái vết sẹo là không giữ được. Đúng chị? Đúng rồi, nếu mà thai đã vào vết mổ thì phải xử lý luôn. Bởi vì nó ở vết mổ nó không thể nào mà phát triển lớn lên được và nguy cơ vỡ vết mổ cho người mẹ. Còn tại vì vết mổ ví dụ như bây giờ cái tử cung như thế này, thì cái vết mổ ở đây, thì thai nằm ở đây nhá, cái thai nằm ở đây ấy, thì thôi bỏ. Mình có phương pháp, còn em bé nằm trọn ở trong lòng tử cung, không động chạm đến vết mổ thì thôi. Mà thôi mà như Lộc thấy thì ví dụ như là ở đây mình để con để cho mọi thứ nó vui vẻ hơn, nó tuyệt vời hơn. Nó ví dụ như để ra mà đứa trẻ đó nó cũng có vấn đề, mà mẹ cũng có vấn đề, hoặc là mẹ có vấn đề chẳng vui vẻ gì. Thì đấy, để con là một niềm vui. Làm cái điều gì mình vui thì mình sẽ làm. Đấy, thế quan trọng nhất là người mẹ cảm thấy vui, cảm thấy thoải mái, cảm thấy cần thiết đứa con nữa thì đẻ. Còn nếu không chúng ta không ép được. Cái phôi nào có vấn đề thì cho nên là để tóm gọn lại câu chuyện của bạn Vương, chúng ta nhận thấy rằng hai đứa trước nó mất đi không phải do đi lại mà động thai mà mất. Chuyện thứ ba nữa, cái chuyện nằm im suốt 9 tháng, 10 tháng thai kỳ đấy là không cần thiết. Đấy, đó hai điều chị gút lại. Vâng, cảm ơn chị. Em hỏi thêm là mổ xong thì bao lâu sau thì lại sinh được tiếp đứa tiếp theo? Có video về coi lại cái phần đấy. Ok. Cảm ơn bạn đã xem hết video cùng với bác sĩ Hồng Hạnh. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video của bác Hạnh ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.